shophangnhapvip.com xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn máy lọc không khí nội địa Nhật Panasonic FVXF45, hay còn gọi là máy Panasonic mặt dâng cường áp. Là khi chúng ta bật máy thì cửa gió phía trước nâng lên thì gọi là mặt dâng, cửa gió phía trên mở ra thì gọi là cường áp. Máy Panasonic FVXF45 có thể khử được 90-95% các lượng bụi nhỏ bay lơ lửng ở trong không khí mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Máy còn có tính năng khử mùi, diệt khuẩn, rất là hữu ích cho các gia đình có trẻ nhỏ, người già, người bị bệnh hen suyễn, nhất là khi chúng ta dùng phòng điều hòa. Shop hàng Nhật VIP cam kết hàng nguyên bản không qua sửa chữa, hàng được chúng tôi kiểm tra và vệ sinh rất là kỹ trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Shop hàng Nhật VIP.com cam kết hàng được bảo hành và hỗ trợ dài hạn. Máy lọc không khí Panasonic FVXF45 được thiết kế rất là đẹp và hiện đại với màn hình LED phía trước và các phím bấm điện tử. Chúng tôi sẽ việt hóa toàn bộ các phím bấm để các bạn dễ sử dụng. Máy có bình bù ẩm phía bên phải của máy để khuếch tán nước và không khí khi độ ẩm xuống dưới 50%. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều sản phẩm tại web hangnhatvip.com.